Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Máy hàng Hồng Ký. Trong video trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá các chức năng của máy hàng điện tử TIT 250iX Pro và xem những món hàng vô cùng sáng bóng được thực hiện bởi chiếc máy này. Ngày hôm nay, Hồng Ký sẽ hướng dẫn khách hàng lắp đặt máy đúng kỹ thuật và nhanh chóng, đặc biệt là công thức để tạo nên những món hàng sáng bóng ngấu sâu nha. Với chức năng hàng TIT, đầu tiên ta kết nối dây nối đất vào chốt kết nối phía sau máy. Sau đó, kết nối súng hàng TIT lần lượt vào ổ kết nối của súng, chốt kết nối công tắc và chốt ống dẫn khí. Kẹp mask kết nối với ổ kết nối của kẹp mask và kẹp vào vật hàn. Tiếp theo là kết nối ống dẫn khí đầu vào với bình cung cấp khí, dùng khóa cổ dê siết chặt. Cuối cùng là kết nối dây nguồn với ổ nguồn 220V phía sau với nguồn điện một pha, sau đó bật nút nguồn để sử dụng. Chắc hẳn khi mới sử dụng máy, khách hàng sẽ hơi bối rối với bảng điều khiển núm xoay. Bảng điều khiển này có thể tóm gọn như thế này: núm màu xanh lá, điều chỉnh cho cả hai chức năng TIT thường và TIT xung, chế độ AC hay DC. Núm màu xanh dương, chỉ tác dụng ở chức năng hàng xung. Núm màu vàng, điều chỉnh thông số ở chế độ AC. Nếu sử dụng chức năng hàng TIT AC xung thì tất cả các núm xoay đều có thể sử dụng. Và khi hàng với chức năng MMA, lưu ý rằng chúng ta chỉ điều chỉnh dòng hàng, không điều chỉnh các núm xoay. Và ngay bây giờ, không để anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chiêm ngưỡng lại những mẫu hàng được thực hiện bởi TIT 250iX Pro và công thức điều chỉnh thông số của chúng tôi nhé. Hy vọng những thông số mà Hồng Ký đưa ra có thể giúp các anh em ở đây tham khảo, từ đấy dựa vào kinh nghiệm làm nghề và đưa ra được lựa chọn phù hợp với từng mối hàng của mình. Trong quá trình lắp đặt và vận hành, nếu có bất cứ vấn đề nào, khách hàng hãy liên hệ đến hotline 1900 636 536 để được hỗ trợ nhanh nhất nha. Và đừng quên nhấn đăng ký ở bên dưới và truy cập website hongky.com để không bỏ lỡ những video và thông tin mới nhất từ Hồng Ký nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.